Alo, chào các bạn. Bữa nay làm tôm khô nha. Làm tôm khô ăn Tết. Tôm khô mình làm xong mình luộc nè. Mình đi rồi phơi nè, phơi cả chừng hai nắng nè. Phơi hai nắng là ok rồi. Tôm đất. Mình phơi là để ăn Tết nha. Ngày mai đi mua thêm nữa, mai mua thêm tôm thêm nữa. Mấy bạn nhớ phơi, nhớ chét ở dưới cái phấn kiến, không thôi là kiến nó bò lên nó khó đuổi lắm. Làm tôm ăn củ kiệu nè, ăn Tết tôm khô, làm tôm khô.